lòng của em. Bởi vì thương mẹ thương cha nên em mang bánh té qua phà mời anh. Ai mua bánh tét nhân dừa, nhân đậu xanh, nhân thịt heo ba rọi, ăn hỏng sợ béo qua sông nước mênh mông. Nghe tiếng đồn miền Tây bánh tét ngon ghê, chợt xuyến sao lời rào tiếng hát cô tơ. Bánh tét quê thơm lừng mua qua giùm em. Nghe tiếng rào miền Tây chân chất ai thương, cô bán bà ba cái dáng thon thon, lòng thật gầy làm sao đôi má hay hay. Bánh tét quê em làm ngọt ngào lòng ai. Nét hương ba mùa đóng trong mang tình lá tươi xanh màu dịu dàng. Bánh tét quê em có nhân hương dừa trái cao thơm lừng nhọc nhằn nô bánh tét ngon ghê. Chờ xuyên sao lời rào tiếng hát cô tư. Bánh tét quê thơm lừng mua qua giùm em. Sao ai đồ ngọt ngào miền Tây bánh tét quê vui nếm thơ bao giờ đậm đà tình quê cô tư miền Tây. Nghe tiếng rào miền Tây chân chất ai thương, cô bán hàng bà ba cái dáng thon thon, lòng ngực gầy làm sao đôi má hay hay. Bánh tét quê em là ngọt ngào lòng. Bánh tét quê thơm lừng dịu dàng bàn tay quê hương của lòng. Bánh tét quê em là ngọt ngào lời rao ai thương làm sao. Nắng hương ba mùa trắng trong ân tình lá tươi xanh màu dịu dàng. Bánh tét quê em có nhân hương dừa chuối cao thơm lừng nhọc nhằn đâu hôm sớm sớm. Đầm đá bánh quê, đầm đá bánh quê, chuyện dưa nước na, chuyện dưa nước na. Ai mua bánh tét ân tình quê em. Nắng hương ba mùa nắng trong ân tình lá tươi xanh màu dịu dàng. Bánh tét quê em có nhân hương dừa trái cao thơm lừng nhọc nhằn đâu hôm sớm sớm.
Như Quỳnh, Thanh Thủy và Kim Anh. Cái gì mà có bánh tét thiệt ra sân khấu luôn. Chú ơi, bây giờ cho chú thử ăn bánh tét tụi con bán ngon không nha. Con ơi, dạ, bây giờ dạ. Chắc điểm sao nha con. Ôi, em ăn nhân gì vậy? Ba sợi đó, ngon lắm. Trời ơi, con nhận bánh mua từng trước mà còn ngon ghê vậy. Bánh mua từng trước mà còn ngon ghê vậy. Ba con nhớ nhìn nha. Nhà cô chú nào ăn bao nhiêu cái một hồi nữa xuống sân khấu là mình lấy tiền liền nha con. Đấy, đúng không? Chú nhiều... con định nhắc là mấy cô chú trả tiền luôn. Nhiều thôi cái rồi con bán nhiều cái vậy? Dạ 50 ngàn. 50 ngàn một cái rồi. 50 ngàn một cái. Bây giờ 50 ngàn một cái bán không không được đi đó. Bán không con? Bán đại đi con. Bé dễ chịu dễ sợ. Chuối này còn sống nè, máu không à? Không phải em còn sống. Anh với con. Anh Duy ơi, đó là chuối cao á, chuối cao màu đỏ gì đó. Khoan xí đi, bộ mấy anh chị rồi các chú cô chú là đói lắm hả? Chứ em ơi, em dẫn cái mục mà bán. Đúng phải rồi. Mua thì mua, phải còn ăn chứ mà lại mua dục. Nhắn tiền lúc mà người đang ăn thì em nói luôn nha. Dạ được, dạ được. Thật sự. Ủa, tiết mục chưa kết thúc mà. Ủa gì, kết thúc đâu? Này minh họa cho tiết mục mà. Ủa vậy đó hả? Vỗ tay cho tiết mục kết thúc mọi người ơi. Rồi, xin mời cô Hòa Minzy. Hai tiết mục của anh chị ấy là hai tiết mục duy nhất trong tất cả tiết mục từ đầu đến giờ mà ai cũng phải đứng lên và ai cũng phải hào hứng với nó. Đúng rồi. Đấy là cái mà thành công, đấy là cái mà em nghĩ là phải một huấn luyện viên có tâm lắm thì mới dành cho các con như thế. Các con phải cảm ơn cho chú nha. Chính xác. Cô chú rất là nhiều đó. Cảm ơn chú. Giọng hát của các con rất là ngọt ngào. Nhưng mà em lại cảm thấy có một vài nốt bé đứng giữa hơi bị hát không rõ lời hả anh? Bé này là bị sợ á. Bị sợ sân khấu hả anh? Bị sợ và diễn chưa được tự tin. Có nghĩa là khi mà chú tập chú con á là chú luôn dặn hai bạn kia là phải dìu con diễn. Nhưng mà ngày hôm nay thì chú thấy là con nở nụ cười thì thường bữa là kêu cười không cười luôn. Trời ơi, đôi anh kỳ quá hả? Đôi anh sao như không thích tôi hỏi em rồi sao? Rất cần những nụ cười của các bé. Chú năn nỉ tụi con cười giùm chú. Chắc em đặt tên đội này là đội nụ cười trẻ thơ quá. Đó là một cái khuyết điểm của con thì cô mong là càng ngày con sẽ tiến bộ hơn nhiều hơn trong tương lai nhá. Cố lên. Dạ. Cảm ơn cô. Cảm ơn Hòa. Lập, ăn xong chưa em? À vẫn còn một miếng à? Trời ơi, hết rồi. Ăn xong thì nói, ăn xong thì nói. Đúng không được vừa ăn vừa nói đâu. Như thế mẹ em đập chết luôn á. Ôi cái Hòa là. Xong rồi cho em nói đi. Ăn xong cho em nói nha. Dạ, dạ, bánh tét ngon, bánh tét ngon nha con, bánh tét ngon. Như Quỳnh ngày hôm nay á là con tươi hơn mọi khi mình tập và rất là nhiều rồi. Nhưng mà cái bản lĩnh sân khấu á, cái sự mà làm chủ sân khấu, thoải mái sân khấu á, không phải là ai cũng có được cái đó. Người ta nói cái câu gì, có cái câu gì hay lắm. Cái gì? Càng phải có gợi ý chứ. Câu gì? Có gì? Như nào có từ gì chị? Có từ gì? Có công mài sắc có ngày nên kim. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Ôi trời ơi. Trời ơi. Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Đúng rồi. Là nhiều khi mình cái khả năng của mình chưa có tới đó, nhưng mà nếu như mình sẽ có nhiều trải nghiệm hơn thì khả năng của mình nó sẽ lên từ từ. Cho nên không sao hết. Ngày hôm nay là ba con là trời ơi, bản lĩnh sân khấu rớt bánh té rồi còn cọng dây không mà vẫn đứng hát rồi này kia là cô thấy là ba đứa ngày hôm nay rất là tốt, rất là giỏi. Nhắc ngay cọng dây bánh té mới nhớ. Hồi nãy tới cái đoạn mà tụi con xuống mời bánh tét á. Ví dụ nha, là tới cái đoạn là tụi con chạy xuống tụi con mời bánh tét đúng không? Bánh tét. Đây mời, tụi con bánh tét mời em bé. Lấy hết em ơi, lấy hết. Leo lên. Ba con làm dễ thương lắm em Minh Họa kìa. Em bị chụp giật. Cái này là hồi bị Chung xin lỗi là tại vì Chung đã dặn hai bé là làm sao làm con tụi con phải có đậu cụ trên tay. Tối nào cũng phải lấy lại, đừng có cho ai lấy hết nha. Ủa không? Anh ơi, không có lý do gì anh phải xin lỗi hết trơn á. Trời ơi, hợp tác với người ta, ví dụ phối hợp với người ta cũng có biết điều chút xíu chứ. Em phải học lấy một cái nè. Alo, tới em nói. Alo. Dạ, em là một người miền Tây và khi mà em xem cái tiết mục này em cảm thấy rất gần, rất thật. Dạ, em đang cầm một cái bánh tét trên tay. Alo, dạ em thấy rất là ok luôn á. Ủa, sao dạ, em cầm nữa? Như nói về tiết mục này em rất thích. Alo, em rất thích. Tại vì á, cái bài này là bài, một cái bài nó dân dã, nó dễ thương, nó chân thật. Thì cái hát của các con á có một cái sự ngẫu hứng ở bên trong, nó chân thật như cái bánh tét mà nó ngon là ngon vậy con, dễ thương hay là dễ thương. Tràng có tay dành cho các con. Dạ, em xin phát biểu thêm tại vì không em rất là phấn khích, công nhận bánh tét ngon con ơi. Đã ăn thêm một cái nữa con ơi. Ăn cái nữa. Lát nữa tới một cái theo cho ăn tới món gì nữa. Anh ơi, mày quên đi anh gì đây, anh sẽ hay là bánh sò. Ok, ra hết. Anh gì là bày hết. Em có ý tưởng rồi, em sẽ hát cái bài liên quan đến chỗ trà để mọi người ăn chỗ trà. Một cái hô tay cho ba bạn nhỏ. Cảm ơn tụi con. Không mà công nhận cú đấu thiệt nha. Tiết mục dễ thương thì không phải vì bánh tét đâu. Nó dễ thương không? Em vì bánh tét cú đấu thiệt. Mình lập hai cái 100 ngàn. Hả? Trời. Anh lấy đầu. Anh Duy một. Anh Duy một cái. Anh Duy một cái dương chuối nha. Anh Duy chưa ăn nè. Không lấy rồi, cầm trên tay rồi. Rồi 100 ngàn anh ơi. Chú Minh Xù là không lấy cái nào đâu cô Nhi nha.
tại vì người ta không có mời lưu lưu. Em đói là chị vui lắm hả chị Như? Dạ. Em có bánh tét chị có vui hơn không? Không. Em giật cái bánh tét của chị bây giờ. Không đâu. Đây có hai cái bánh tét này dành cho em. Dạ không, mỏi bỏ. Bây giờ sẽ là một không gian hoàn toàn khác luôn. Ca khúc Gió Mùa Về. Đó, một cái cơn gió nào đây sẽ về với sân khấu của Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí mùa thứ 3, Hà Vy và Bảo Trâm. Gió mùa đông bắc về, đèn trên phố mờ sương lạnh. Con chim trên cây không hót, em ngồi em trải tóc. Tay em lạnh, môi em lạnh, sao chẳng có ai? Bông hoa hồng ai mang tặng, sao chẳng thấy? Mơ sương lạnh, con chim trên cây không hót, em ngồi em dài tóc. Tay em lạnh, môi em lạnh, sao chẳng có ai? Bông hoa hồng ai mang tặng, sao chẳng thấy? Vỗ tay lên, vỗ tay lên. Hai đứa ơi, hai đứa ơi, uống thuốc chưa? Uống rồi mà chưa có kịp tiêu. Chưa có kịp tiêu hóa, chưa thấm vào người chưa, đúng không? Chưa. Ngồi yên nha, vỗ tay cho hai cặp đôi này. Vỗ tay cho hai bạn ngồi yên nha. Thôi. Và bây giờ sẽ là một cặp đôi. Minh Sù Tinh là rất điềm tĩnh. Xin được giới thiệu phi công Hồ Việt Trung và tiếp viên hàng không Diệu Nhi. Oh my god. Oh my god. Wow. Wow. Thấy người ta chưa? Đó. Thanh lịch nè, đi xuống một cái thanh lịch nè. Đó. Trời ơi, còn nói gì nữa Nhi ơi. Anh Trung ơi. Đúng là người già có khác. Sao vậy Hòa? Người già thường phải điềm tĩnh. Em nói cái gì vậy? Ôi em vừa nói thế hả? Ừ đúng rồi. Không, ai mới nhập em thôi. Anh Lập mới nói, bảo dạ, em nói thế. Mỗi đội một màu sắc hoàn toàn khác nhau. Và bây giờ sẽ là một cặp đôi Minh Sù tin chắc rằng là qua mỗi tuần họ không bao giờ ăn nhập trong thời trang cả. Xin được giới thiệu Thanh Duy và Khả Như. Ê! Trời ơi. Em nói cái gì vậy? Thì đúng rồi, có tuần nào mà hả mặc đồ giống nhau đâu. Em sai rồi. Em sai, anh giải thích đi nè. Tuy là anh với Khả Như có thể là ăn mặc không có đồng điệu với nhau, nhưng yeah, chắc chắn tụi anh sẽ có sự đồng điệu về lòng dạ. Ok, một lần nữa một tràng hố tay cho Thanh Duy và Khả Như. Thôi đi về cho mấy em một cái. Quá mệt mỏi. Phải nói ngày hôm nay chị Như quá là xinh luôn. Trong đẹp vai à, một cô mèo đáng em yêu dạ? Em là nói là công chúa ngọt ngào nãy. Không. Wow. Em là một loại búp bê đẹp. Còn bên đúng kia là búp bê. Đúng rồi, em xinh như búp bê. Còn bên kia là mannequin. Hai người mọi người kỳ ghê á. Đang là phần xuất hiện của Thanh Duy với Khả Như. Thì dạ, để cho tạ Khả Như tỏa sáng. Đúng rồi. Các bạn ơi, hãy một tràng pháo tay dành cho cô mèo Kitty. Cô mèo ơi, nói gì nè. Mình bắt trước lời mèo kêu nha. Kêu cùng anh mèo. Mèo. Đè. Wow. Dạ.
Mèo hát bài nào mèo chưa có thuộc lời đúng không? Đúng rồi. Mày yên tâm đi, tí nữa đội của em sẽ có tiết mục đó và chắc chắn sau khi xem xong mèo sẽ thuộc lời. Wow. Chưa gì mà đã bật mí nhẹ rồi. Hay đấy, hấp dẫn. Thế thì bây giờ Diệu Nhi sẵn tiện thì Diệu Nhi và anh Trung có thể là bật mí một tí xíu về một tuần vừa qua chúng ta đã có những sự tập luyện như thế nào cùng với các bé không ạ? Vô cùng kiệt sức. Trời. Nhìn mặt anh Trung đi. Em nhìn mặt anh Trung đi. Bơ phờ luôn đó. Bơ phờ luôn. Cha đi 3 tuổi rồi đó. Mới có thi có mấy vòng thôi mà đầu hói hết. Trời ơi. Về nhà con không nhận ra luôn. Chết. Đúng rồi, thi hết mùa này chắc về không còn cộng nào. Trời ơi, thôi cũng được một hình tượng mới anh hả. Nói con chứ là tuần rồi tập luyện vất vả lắm. Dạ. Nhưng mà cũng may mắn là các em cũng rất là cố gắng. Khi mà lên thì cũng đem nước sâm rồi đem lẩu rồi lên tẩm bộ cho Nhi các ơi, con. Nhi, mình tập hát dạ. hay là mình đi picnic hả Nhi? Không, đối với em á là mình tập nhưng mà tinh thần mình phải thoải mái giống dạ. như ăn uống gia đình với nhau. Vâng, vâng, nói chung là một người về tinh thần, một người về thể lực đúng không ạ? À? Còn nội dung ca hát thì ở đâu ạ? À? Ai cha quên ha. Có tập luyện ca hát rất nhiều. Cho nên là chúng ta sẽ chờ đợi tuần này đến từ đội của anh Trung và Diệu Nhi sẽ như thế nào nhá. Dạ xin mời chị Khả Như và anh Thanh Duy. Tuần này thì chúng ta có gì ạ? Có một cái câu chuyện rất là thú vị. Hôm rồi là đi tập với các bé tập band, ban nhạc. Thì Thanh Duy vô tình thôi, Thanh Duy nghe các bé than với giáo viên dạy hát của các bé là sau đội khác á thì được sang nhà cô Hòa chơi mà được sang nhà chú Trung chơi mà sau đội mình chưa bao giờ được về nhà cô Khả Như hay là chú Thanh Duy hết. Cho nên là Thanh Duy rất là suy nghĩ. Cái Thanh Duy hôm đó tập xong là Thanh Duy nói các con à, bây giờ là các con tập xong mình về nhà chú chơi nha. Yeah. Cái là các bé trời ơi yeah, thích quá, tụi con vừa mới nói hồi nãy luôn. Rồi cái là các bé về nhà anh, các bé về nhà anh chơi hết câu chuyện. Một câu chuyện vô cùng hấp dẫn. Ý là anh đang trả lời là tinh ý của mình với các con. À không, không phải tinh ý mà là sự vô ý. Tại vì là sự vô ý là tại vì là tại sao là mình không nghĩ tới là việc là cho các bé. Tại vì ở nhà của anh á có cầu tuột, có một cái phao bơi mà có hình con hươu cao cổ. Anh kêu là công viên thỏ trắng. Rồi có màn hình chiếu, màn hình chiếu chơi game rất là sướng. Chơi game, nói chung là đầy đủ tất cả mọi thứ. Tụi tôi đã chơi cái trò tàu lượn siêu tốc bằng màn hình 120 inch rất là xuất sắc. Vâng à, hãy ủng hộ cho anh Thanh Duy à. Ủng hộ cho em với được không? Em cũng có cái cần mọi người ủng hộ mà. Khô gà. Còn gì nữa thêm anh quảng cáo luôn nè. À lạp xưởng nữa đúng không em? Nãy giờ chị Như lại một lần nữa mình chưa lên tiếng à. Ủa sao vậy ta? Không kịp nói một cái gì luôn. Thì á, là bà sự. Kia bà nhảy vô rồi. Quá trời quá đất, ở đây ai cũng có đồ buôn bán chứ anh Như có bán buôn gì đâu. Vậy hả? Có biết cái gì đâu thì chỉ biết là cống hiến hết mình cho các bé thôi. Trời tại vì các ơi. Bé mình coi như con thì mình phải cố gắng thôi. Quá. Chứ biết sao luôn. Giờ. Này là quá trang con mèo, là con mèo nó khóc làm sao? Trời ơi, con mèo nó khóc luôn hả? Trời ơi, con mèo thiệt mà khóc vậy chắc tôi chạy luôn. Thiệt luôn á, mèo. Anh Minh Sùng ơi. Dạ. Bữa nay mình trò chuyện hơi nhiều quá hả? Dạ không ạ, mình còn một đội nữa. Còn một đội nữa mình nói luôn, đúng không ạ? Xin mời Huỳnh Lập và Hoàng Minh Di ạ. Thực ra là đến cái vòng này rồi khá là vất vả. Càng vào vòng trong thì mình có cần có một cái trách nhiệm nhiều hơn ấy. Cho nên em tự cảm thấy rất là áp lực bản thân mình. Em không biết đây có phải là một cái... tự bản thân mình làm cho mình bị căng thẳng thêm không, nhưng mà lúc nào em cũng muốn các tiết mục của con hay nhất, tuyệt vời nhất, nên là lúc nào cũng cảm thấy bị căng thẳng hết đó. Áp lực đúng không dạ, em? Dạ. Còn Huỳnh Lập thì sao? Vào những vòng này rồi thì mình cũng phải cố gắng mình suy nghĩ như thế nào đó để cho nó thật sự ấn tượng hơn so với những vòng vừa rồi. Lần này mình có sự kết hợp của nhiều thứ lắm, nên là nhiều khi mình dàn dựng xong rồi nhiều anh chị hỏi ủa chung kết hả Lập? Cho nên nó thôi, tại vì mình suy nghĩ ý tưởng nó phù hợp thì mình làm, mình cố gắng mình làm hết cho tất cả các bé. Thì mình dù tin ba cặp huấn luyện viên ai cũng sẽ như vậy. Kết thúc tập thi đấu tuần này, chúng ta sẽ phải loại đi một cặp đôi của mỗi đội. Và bây giờ Minh Xuân sẽ được mời tất cả quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với đêm thi đấu đầu tiên của vòng thi đấu mang tên Chinh Phục Một. Hãy cùng với chúng tôi đến với sân khấu nhạc rock cực kỳ sôi động. Và đây sẽ là hai nhân vật đến từ cặp huấn luyện viên Hòa Minh Di và Huỳnh Lập. Hãy xem ban nhạc này là ai, xin mời. Yeah.
một màu xanh trắng thêm vàng cây hồng hoàng kia, một màu nâu nâu, một màu tím tím, màu nâu tím. Với sự hỗ trợ của người đánh trống rất là dễ thương ngày hôm nay, Hoàng Missy. Cho anh nói trước được. Dạ. Anh xin nhận xét về cái phần vừa rồi. Hòa ơi, em là một trong những cô gái thú vị nhất mà nó từng gặp trên cuộc đời này. Wow. Anh Duy cũng từng nói với chị như vậy cho đến khi chị nhạt nhòa dần. Trước tiên là chúng ta phải một tràng pháo tay dành cho anh trống cái đã. Dạ. Ủa nãy giờ là đàn đàn nhép hả? Ủa anh Duy anh không biết hả? Ồ anh không hề biết luôn á. Ồ thật là tự nhiên. Cái nét gì tự nhiên vậy? Sao luôn giờ ta cho anh Duy là tự nhiên lắm. Diệu Nhi là không biết thiệt luôn. Diệu Nhi không hề biết, đây là cả một trời dàn dựng luôn. Nhưng ít ra là biết được cái nhịp để mà theo được cái trống cũng là hay rồi. Trời ơi, người ta là huấn luyện. Tại vì em tìm hiểu trên YouTube thì em thấy có bản phối nó rất là hay ạ.
Thì bản thân em phải nghiên cứu nhịp này trước, sau đó thì em mới dạy được các con. Cho nên em nghiên cứu sao về em đánh người tép cái này rồi. Bây giờ mình có cô Hòa với chú Lập với chú đánh trống. Đúng rồi, đúng rồi. Tập... Đầu tiên là cô sẽ dành cho tụi con một cái lời nhận xét theo kiểu mà khán giả cô xem nha. Hai đứa con rất ngầu, hai đứa con đúng kiểu mà dân hát rock lên ai làm gì kệ, có trống không có hầm, có thờ. Ở trong con người nó có được cái sự chất á, khi mà tụi con trình diễn á, tụi con đứng bất động như nào tụi con hát. Nhưng mà cô vẫn cảm thấy được cái lửa trong người tụi con, làm cho cô cảm thấy rất là đã. Tụi con không hề có một cái sự sợ hãi, tại vì diễn với huấn luyện viên của mình thật sự là rất là áp lực. Nhưng mà khi tụi con trình diễn, tụi con lại cảm, cô cảm thấy được cái sự tự tin. Ôi cô Hòa, cô Hòa đó. Kệ cô Hòa, kệ cô Hòa, tôi vẫn cứ hát. Và cô nhận xét về tiết mục này, đây là một tiết mục mang lửa rất nhiều, và đây là thể hiện cái sự tự tin mà tuyệt đỉnh song ca cần có ở các bé. Chúc mừng các con. Một tràng hô tay cho Trâm Anh và Thảo Nhi. Khi mà tụi con xuất hiện ở trên này á, chú ngay lập tức chú nói với cô Khải Như liền: ê, giống ba con mèo hồi xưa. Đúng rồi, tức là tụi con có cái sự máu lửa của cô Phương Nguyên á, nhóm nhạc ba con mèo ngày xưa rất là máu lửa và cũng hát rock như thế này, và chơi cả được cả nhạc cụ nữa. Và chú cũng hy vọng là ở những vòng sau chú sẽ nhìn thấy được ở tụi con những cái gì đó mới lạ, đặc biệt hơn cái này. Cảm ơn. Xin mời cặp đôi tiếp theo, mời anh Trung với lại Nhi ạ. Khi mà Hồ Bùi Trung nghe giới thiệu bài Sắc Màu thì nghĩ ủa, bài này đâu có hợp phong cách của hai bé này đâu, tại vì Trung đã từng nghe hai bé này hát rồi, cũng đâu có hợp đâu. Nhưng mà khi mà ra được á, hai con hát thì một phong cách rock sôi động, mà phải nói là nếu mà tiết mục này mà tụi con được chọn vô thì phải cảm ơn cô Hòa rất nhiều. Cô Hòa đánh mà chú nói không ngừng, tiếp lửa tùm lum luôn á. Thấy em gái em nó đánh vậy đó thì thông cảm, là tại tiết mục vậy thôi, chứ em nó hiền lắm, nó hiền thôi, hiền lắm. Còn Diệu Nhi thì sao? Dạ, thật sự thì em cũng có cảm nhận giống như là các anh chị vừa mới nói thôi. Và đặc biệt một điểm nữa đó là các con hát rock rất là tự nhiên. Tụi con không phải cố gồng mình phải vậy, mà tụi con nhìn nó thoải mái, tự nhiên, giống như là bản chất của hai con là vậy vậy đó. Cho nên cô nghĩ là nếu mà hai tụi con có cơ hội vào vòng trong thì cô nghĩ hai tụi con làm được nhiều hơn như vậy nữa. Chúc mừng hai tụi con. Thể loại khác đúng không ạ? Đúng rồi, có bé có nhiều màu. Vâng, thế thì bây giờ sẽ là sự nhận xét của Huỳnh Lập nè. Em cảm giác giống như em phải người trong nhà này vậy đó. Sao vậy? Tiết mục này em cảm giác mờ nhạt trước ba cô cháu. Nên đoạn cuối định lên. Nhưng mà vì em biết sao không? Anh định đoạn cuối, anh Lập định lên giật cái gồm trù. Cái cùi để đánh trống vậy đó. Nhưng mà vì cái đoạn cuối nó có một cái tu ti mà thật sự là chỉ có em nhớ được thôi, bởi vì em là về bên phần nhạc mà. Nên em bảo không được, bỏ ra để em đánh nốt cái tu ti này thì nó mới ra được cái hiệu ứng. Thấy thương quá, chạy lên đến hỗ trợ cầm một cây để hai đứa cùng đánh đi. Cái không bị cho cầm lại. Không, vì không nó bị giật lại luôn. Rồi xong rồi cuối cùng là chỉ biết cầm cổ tay của em nó thôi là cứ. Nhưng mà phải nói một cái điều này nè, có nghĩa rằng là tụi con thực sự bản lĩnh, vô cùng bản lĩnh luôn. Cái chuyện mà chú chạy lên như vậy đó, tụi con rất là dửng dưng với chú luôn. Có nghĩa là tụi con không màng, không màng xung quanh xảy ra chuyện gì hết. Tụi con cứ hoàn thành đúng cái sự đam mê của tụi con thôi. Nhưng mà cứ mỗi một chương trình các bé sẽ có được một cái thử sức. Thì ngày hôm nay cô Hòa là huấn luyện viên cũng thử sức đánh trống rồi, thì tại sao những huấn luyện viên kia không thử đánh trống thử xem sao? Ngày hôm nay ba huấn luyện viên diễn viên của chúng ta sẽ cùng nhau hòa một bài nhạc. Hát đi con, cho khoan cả đầy. Cho khoan cả đầy, cho tôn cả đầy. Đánh đi, đánh đi. Đúng rồi, đánh đi. Em tính nó làm màu xíu mà yếu tiền đình quá, chóng mặt quá. Bị rối loạn tiền đình. Hòa ơi Hòa, xin lỗi em, giờ anh thấy Diệu Nhi thú vị hơn nè. Chào hỗ tay cho Diệu Nhi được không ạ? Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tiết mục phải nói rất là ngọt ngào, với hai giọng ca sẽ làm tan chảy bao nhiêu con tim của chính tất cả quý vị. Ngay bây giờ trên sân khấu xin được giới thiệu hai bạn nhỏ Quỳnh Nhi và Quốc Linh đến từ...
Quá ngầu. Trời ơi, ngầu quá, số ngầu vậy sao ngầu luôn. Minh Hằng nhiêu tuổi con? Dạ 7 tuổi. Wow. À. Như con nhái mà sao hát như con cá mập vậy con. Rất là máu lửa luôn. Bây giờ nè là nghe cô Hoa Minzy nè chia sẻ nè, xin mời cô. Tất cả tiết mục của chú Trung mà em cảm thấy là phục anh ở chỗ là tiết mục nào anh cũng dàn dựng biểu diễn hết sức là công phu á. Tại vì cái vòng đầu này em vẫn muốn các con tập trung vào giọng hát nhiều hơn. Nhưng mà xem tiết mục của anh xong là em thề luôn, những vòng sau là em phải đầu tư tập trung nhiều hơn để các con tiết mục hay. Anh chưa làm cái gì đó nghe, chưa làm cái gì đó nghe. Ý là trời ơi, anh chưa làm cái gì mà anh còn đã như vậy rồi. Chị mới là chưa anh làm mà làm cái gì chắc anh bưng nguyên cái nhà lên trên đây quá anh. Hai con là đối lập chiều cao nè, nhưng mà giọng hát đều rất là nội lực. Còn bé nhỏ mỗi khi con bỏ nhỏ cái đoạn mà cái câu gì anh mệt rồi. Bảy tuổi mà làm như là ôi, nửa bao nhiêu tuổi rồi mà đi biểu diễn có kinh nghiệm lắm luôn á. Con hát cái câu mệt rồi là khán giả nghe mệt thiệt. Mà sau cái mệt đó là con đẩy khán giả lên tên tột đỉnh luôn. Mà rõ ràng cái việc mà lựa chọn cái ngoại hình này của chú Trung á, nó tạo cái sự tinh nghịch cho cái bài này. Cái sự dễ thương đây là gì? Thật sự là hai bé không biết đàn đúng không? Nhưng mà mình có hai cái đạo cụ là hai cái đàn để chi? Để mình cảm nhận mình là vừa là ca sĩ mà vừa là nhạc công nữa. Vậy thì còn tuyệt vời gì bằng nữa. Chúc mừng con về với đội của chú Trang Trung. Trang phục rất là đẹp nữa. Rất hài hước. Cô Khải Như ạ. Cái bài hát này á, đầu là nó kiểu mà nó thổn thức. Với cái tuổi của con mà con chọn cách hát như vậy, cô cảm thấy rất là lo. Bởi vì thật ra đó là một cách hát của một người từng trải. Nhưng mà khi mà hát một hồi cái tự nhiên cái tôi quên mấy cô này nhiêu tuổi luôn. Nó có một cái sự là cuốn hút. Nếu mà nói nó mà nó hoàn hảo thì thật sự là nó không hoàn hảo. Nhưng nó làm cho cô xem không? Cô xem. Thích không? Thích. Hay không? Hay. Vỗ tay không? Vỗ tay. Yeah. Bản thân chú thì chú thích những cái gì mà nó không có vẻ, nhìn vô thì nó có vẻ là không hợp. Nhưng mà vì nó không hợp thì nó mới là chất chứa những cái điều thú vị. Cảm ơn tụi con. Hai cái tạng người này khác nhau hoàn toàn, đối lập hoàn toàn, nhưng hai giọng hát rất là hòa quyện. Dạ con cảm ơn chú. Để bây giờ là anh Trung mắc nói lắm rồi nè. À để cho cô Nhi nói trước nha. Thật sự lúc chú Trung ghép hai con lại với nhau á, cô Nhi nó chết chưa, rồi ghép gì, rồi hai con cái ngoại hình như vậy rồi bây giờ làm sao, bây giờ rồi không biết người sao nữa. Người ta phải nhìn vô cái điều đó liền luôn á. Đúng rồi, nhìn hai con giống như là một nhóm nhạc gia đình vậy đó, rất là gần gũi, rất là thoải mái, rất là dễ thương. Hôm nay cô chúc mừng hai con nha, hôm nay trình diễn rất là tốt. Dạ con cảm ơn cô. Hai con làm rất là tốt. Đúng những gì chú muốn là sung nhưng mà phải tiết chế lại, sung trong tâm. Chứ không phải là đứng giật nhiều sung ở trong tâm. Chúc mừng hai con. Dạ con cảm ơn chú. Đào tay chúc mừng cho hai tụi con với một ca khúc rất là máu lửa vừa rồi. Vé số đây, vé số đây. Cô chú ơi mua giùm con tờ vé số với. Báo đây, báo đây. Có ai mua báo không? Cô chú ơi là mong mua giùm con tờ báo với. Báo đây. Em sinh ra ở nơi con phố không tên trên trần gian thôi. Đời chưa nghe vui, từng đêm nghe tiếng gió reo cho lòng nao nao. Mẹ may cho chiếc áo xanh mong đời em thơm lành như ôi áo xanh hồi đời. Ngủ ngoan em tôi. Rơi của mẹ tôi rơi. Ngày sau ai hay đời em với chiếc áo xanh có nhiều yên vui. Cầu xin cho sớm mai kia cuộc đời em thơm lành như áo xanh hôm nào. Như áo xanh hôm nào. Survive.
Một tràng pháo tay cho Ngọc Nhi, Ngọc Ánh và Bảo Hưng. Chị Như ơi, chị Như xung phong, mời chị ạ. Như nhìn tiết mục này như bị xúc động. Tất cả mọi người ai cũng đầy đủ hết thì bỗng nhiên xuất hiện ba cô gái này. Với sự khao khát một cái tiếng nói của những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ ngoài đường. Ai cũng có ước mơ, ai cũng có quyền khao khát được sống và tụi con đã làm được điều đó. Tụi con biểu diễn, cô cảm thấy không phải là một nghệ sĩ, một ca sĩ hay là một thí sinh đang hát trên sân khấu, mà tụi con đang hóa thân thành những nhân vật, những trẻ em cơ nhỡ đó mà hát lên tiếng nói của mình. Cô không biết sao nhưng mà cái bộ trang phục đó làm cho các con bất cần. Các con hát một cách rất là bất cần, kệ nó, sao cũng được, miễn sao mà cảm xúc của mình tới đó là được. Và thật sự là cảm ơn ban nhạc. Ban nhạc đánh tiếng trống như là tiếng nhịp tim vậy đó, thùng thùng thùng, nghe đã đời. Và thật sự em rất thích tiết mục này. Chúc mừng anh, chúc mừng dạ, chị. Dạ, con cảm ơn. Một điều mà chú bổ sung vô ý của cô Khải Như một xíu là chú thích một điều ở cái tiết mục này của tụi con á, là ba đứa ba chất giọng và cách xử lý khác nhau hoàn toàn. Cái sự không đồng đều đó nó lại rất là hay, tại vì là những cái đứa trẻ này á, chắc chắn nó không thể nào cùng một mẹ sinh ra, nó là những cái mảnh đời mà nó ở khắp nơi và ba con gặp lại nhau ở trong cái câu chuyện đó, là gặp lại ở trong cái hoàn cảnh đó và cùng nhau hát về cái bài hát đó, một biết một hát dễ chịu, mang cảm xúc và dễ mang nhiều cảm xúc. Cảm ơn tụi con. Xin được cảm ơn Thanh Duy và chị Khải Như. Xin mời Huỳnh Lập ạ. Không có gì ghê gớm hết, chỉ cần mỗi bé một cái đạo cụ thôi, một cái áo đơn sơ thôi, là mình có thể thấy được rõ ràng và chân thật nhất những gì mà các bé được thể hiện qua bài hát. Có nghĩa là tụi con mang những cái mộc mạc của tụi con lên đây và tụi con trình diễn hết tất cả những gì mà tụi con có trong cảm xúc, thì tự nhiên những cái mộc đó đến với khán giả nó vô cùng nghệ thuật. Chẳng cần phải trình diễn thêm bất kỳ hay phô ra những cái kỹ thuật gì hết. Để làm chi? Để mình cảm giác trân quý những gì mà mình đang có. Và mình thật sự muốn chia sẻ, đồng cảm vô cùng sâu sắc đến những bạn kém may mắn hơn mình. Và đây là một tiết mục phải nói rằng là vừa nghệ và vừa nhân văn nữa. Chú rất thích tiết mục này. Cảm ơn chú. Xin mời cô Hòa Minh Di. Cô lại phải hơi khó tính một tí đấy. Thật sự cô bị ám ảnh cao độ kinh khủng. Cô vẫn cần phải các con hát hay và đúng cao độ. Cái đoạn đầu ba con hát cái phần của mình ấy rất là hay. Nhưng mà đến cái đoạn mà cả ba con cùng hát vào với nhau ấy, thì cô cảm thấy là cái cách xử lý của ba con nó chưa được cái sự hòa quyện, nên cô nghe vẫn có một cái bạn giọng bị to quá, có bạn bị giọng bị lấn quá so với hai bạn còn lại. Đáng nghĩa ra nó sẽ đã hơn rất là nhiều, nhưng mà nó chưa được đến cái mức mà cô mong muốn. Tất cả những cái này là những cái rất quan trọng trong cái sự nghiệp và tương lai. Cô mong là các con nghe và hiểu tất cả những điều cô Hòa nói nha. Cố lên. Cảm ơn cô. Nãy giờ anh Trung và Diệu Nhi ngồi lắng nghe cũng khá là kỹ đúng không ạ? Vì ý kiến nhận xét của cả hai đội còn lại. Còn bây giờ thì sao, Diệu Nhi? Đến ngày hôm nay á, nghe tụi con trình diễn á, thì thật sự cô Diệu Nhi cũng rất là cảm xúc luôn. Nhưng mà cô Diệu Nhi phải tiếp tục tập trung để coi tụi con diễn như thế nào, hát như thế nào. Nhưng mà cô Hòa Minh Di nói đúng, tụi con phải tập trung hát nhiều hơn nữa. Mặc dù là cô Diệu Nhi cũng không, trong lúc tập cô Diệu Nhi cũng không muốn là góp ý tụi con quá nhiều về cảm xúc. Chắc chắn khi mà mình đã quen hát rồi mà kêu diễn quá nhiều là sẽ gây cho mình mất tập trung lắm. Cho nên cô Diệu Nhi vẫn cứ để cho tụi con muốn rao tự nhiên như thế nào tụi con cảm thấy thoải mái là được. Cho nên ngày hôm nay tụi con đã có một cái buổi diễn rất là thành công. Chúc mừng ba con. Từ đầu chương trình tới bây giờ thì các cặp đôi khác luôn luôn có ý kiến với anh Trung rằng là wow, rất là nể anh bởi vì nhiều ý tưởng quá trong cái phần này, vòng hòa thanh. Còn đây là ý tưởng như thế nào ạ? Khi mà chú nhận lời tham gia chương trình này, chú có cảm ơn. Cảm ơn cô chú. Chú có một cái lời thề với bản thân mình, một cái lời hứa, nếu mà Hồ Việt Trung không làm được gì cho tụi con, nên trò trống không dạy cho tụi con được những cái gì mà chú biết, chú sẽ không bao giờ tham gia bất kỳ một game show nào nữa. Cảm ơn tinh thần rất quyết liệt của anh. Và chúng tôi sẽ chờ đợi những tiết mục của các bé trong đội của anh trong những vòng thi đấu tiếp theo. Còn ngày hôm nay thì tụi con thân mến, rất nhiều cảm xúc được chia sẻ phía dưới. Quý vị khán giả cũng dành cho con những tràng pháo tay thật lớn. Và chúc mừng tụi con một lần nữa với bài hát Áo Xanh ngày hôm nay. Phải nói ngày hôm nay với tâm sự của anh Hồ Việt Trung cùng với sự cố gắng của bạn Diệu Nhi đã giúp tất cả chúng ta có thể nhận thấy một điều, những tiết mục vừa rồi trên sân khấu là những cống hiến hết sức. Vậy
Ngay bây giờ sẽ là kết quả, ai sẽ là người đi tiếp và ai sẽ là người dừng lại. Một tràng hô tay chào đón những chiến binh quay trở lại sân khấu. Xin mời các con. Rất nhiều màu sắc, vẫy tay chào nào. Và những màu sắc này tượng trưng cho tinh thần của đội mình đúng không ạ? Và ngay bây giờ, trước khi đến với kết quả, không biết anh Trung cùng với Diệu Nhi có muốn chia sẻ gì với các con không ạ? Sau cuộc thi ngày hôm nay, chú đã làm hết tất cả những gì khả năng chú cho tụi con rồi. Chú biết rằng khi mà công bố cái kết quả này ra, những người vào rất là vui, những người không vào rất là buồn. Cái cảm xúc đó không chỉ có tụi con không, mà người sau lưng tụi con còn khó chịu gấp trăm ngàn lần, đó là chú. Nhưng mà quy luật của cuộc chơi phải có người thắng, kẻ thua. Cũng như cái lời của cô Diệu Nhi, cô Thả Như nói, xin được cảm ơn tất cả các anh chị phụ huynh đã cùng chung tay với Hồ Việt Trung để rèn luyện cho các cháu để có những cái tiết mục cống hiến ngày hôm nay. Chú biết tụi con tập luyện nhiều, rất là mệt, nhưng đứa nào cũng cố gắng hết. Những người vào bên trong thì rất là tốt rồi. Khi bị loại rồi về, cần chú giúp cái gì thì cứ chú rất sẵn lòng giúp đỡ tụi con sau cuộc thi này. Cặp đôi huấn luyện viên Hồ Việt Trung và Diệu Nhi, xin mời. Tại sao
quá là dễ thương và ngọt ngào. Quốc Linh và Quỳnh Nhi đẹp quá, dễ thương và ngọt ngào nữa. Và đặc biệt hơn hết là tụi con làm cho tất cả mọi người đây gợi nhớ tới cái câu nói rất là quen thuộc của ca nhạc sĩ Ngọc Sơn, đúng không ạ? Đại gia đình mình ơi. Không biết là gia đình mình ơi, gia đình mình đang nghĩ gì? Xin mời Hòa Minh Di và Huỳnh Lập. Nhi đúng không con? Dạ. Con là hát giọng Huế. À, hát giọng Huế nhiều. Rồi con chuyển sang bolero và được chú Trung định hướng sang hẳn một cái dòng nhạc này luôn, thì cô nghĩ là con đã rất là may mắn khi gặp được chú Trung và cô Diệu Nhi để mình có thể đi tìm một cái hướng khác cho bản thân mình đó. Ôi còn Quốc Linh ơi, vẫn là từ những ngày đầu tiên thích Quốc Linh quá tiếc trời ơi. Tiếc hồi hồi. Con hát hay, bolero hay quá à Quốc Linh ơi. Thật sự là tất nhiên ý anh, trong cái lúc mà mình hát á, cái mình căng thẳng ấy kìa, mình quên lấy hơi cái là câu cuối mình hết hơi luôn. Nhưng mà trong Quốc Linh nó có một cái sự mộc mạc và có một cái chân chất. Tức là em rất là thích giọng của Quốc Linh, thích phong cách con trình diễn. Và thật sự Quốc Linh chẳng cần làm gì cả, con chỉ cần đứng hát một chỗ thôi chắc chắn tất cả mọi người, tất cả ánh nhìn đều hướng về con. Chúc mừng con, và cô nghĩ rằng con sẽ là một ca sĩ bolero sẽ rất nổi tiếng trong tương lai đấy. Cảm ơn cô. Còn Huỳnh Lập, với cái giọng hát của tụi con á, với cái chất liệu là bolero á, đúng là chính xác là tụi con chỉ đứng một chỗ tụi con hát thôi, không có cần làm gì ghê gớm đâu. Xịt khói tá lả tà la đó, nhìn cho nó mỏng mị một chút xíu thôi, nhưng mà nhìn vào vẫn thấy giọng hát của tụi con sáng nhất. Và chú thấy rằng là tụi con rất là may mắn khi mà nhận vào đội của chú Trung, và chú Trung đã xử lý tụi con từ những cái cách hát như thế nào đó để cho nó hòa quyện chung với nhau, mà cảm giác là không có ai lép hơn ai cả. Chúc mừng tụi con. Vô. Vô. Chú gì? Vô. Vô. Linh ơi, con có máu bolero. Đúng rồi. Máu là trong máu của con luôn rồi. Tức là con hát ra là người ta đúng cái kiểu cả bolero. Cả cái phong thái nữa. Mà chú thích, con hát rất là chân thành, mộc mạc. Tụi con rất là tinh tế ở cái việc là không phải là mình lên hát là mình trả bài. Tụi con có cái sự xử lý bài hát ở trong đó. Chú cực kỳ thích ở cái chỗ mà Linh á, con hát cái câu là bài nhạc xe, là con xe, là con xến lên luôn, xong là bắt ngược lại con, là con cái gì xến đây một cái vô đầu tăng cái là ngọt liệm chú gì ngọt. Lúc đó em có nhìn thấy anh Duy luôn, lúc em có nhìn thấy anh Duy là anh Duy khoái lắm, là khoái thật sự luôn. Khoái mà cái đó là những cái tinh tế rất nhỏ trong cái việc mình xử lý bài hát đó, là những cái kỹ thuật mà tụi con có được cái điều đó ở trong cái cách hát bolero tụi con. Rất là hay, một tiết mục rất hay. Cảm ơn tụi con rất nhiều. Cảm ơn tụi con nha. Mời chị Nhiên. Và một cái điều quan trọng nữa đó là bởi vì người ta nói không có cái gì bằng cái chuyện mà đúng người là chú Trung, đúng thời điểm là ngay cuộc thi này, và đúng lúc con đã trưởng thành. Chúc mừng con, chúc mừng hai đứa. Cảm ơn cô ạ. Cảm ơn cô Khải Như, cảm ơn chú Duy. Và bây giờ xin mời chú Trung và cô Diệu Nhi ạ. Em phải nói trước thôi. Mời em. Anh Trung kìa, mặt đỏ quét rồi, mắt lên sắp khóc tới nơi rồi. Bởi vì tiết mục này không có cần phải làm gì hết, các con chỉ cần đứng và hát thôi. Chính vì vậy cho nên mọi người sẽ rất tập trung vào từng câu từng chữ của các con. Cho nên anh Trung phải kiệu từng câu kiệu cho các con hát từng chữ đúng với những cái gì mà nãy giờ mọi người nghe. Đến lúc mà anh đến nỗi mà lúc mà hai con hát ra anh Trung cũng rất là hồi hộp. Nhưng mà nãy giờ chú Trung khóc tới nơi là trời ơi, khóc kìa, rớt mắt rớt nha, rớt chưa? Đã rớt ba hộp lệ rồi. Hãnh diện quá mà truyền lại cho hai đứa nhỏ như vậy là trời ơi, xúc động chết luôn á. Bài hát này á, chú đã từng được thầy Ngọc Sơn giật bắt qua nhà. Wow. Ngồi chỉ hát từng chữ một, chữ không là chữ khơm, xến khơm tô điểm lua la, là phải đúng chỗ đó. Và em khen Quốc Linh rất là nhiều, nhưng mà anh tâm sự nè, khi mà tập á, Quỳnh Nhi kiểu cho Quốc Linh không đó. Khi Hòa mà con hát á là bạn Quỳnh Nhi dìu con rất nhiều, nên là khi mà con được mà hát chung với bạn đó là bạn đó đã giúp con rất nhiều rồi nha, chứ đừng có đòi đổi người nha. Một tràng hỗ tay cho hai bạn nhỏ ngày hôm nay, Quốc Linh và Quỳnh Nhi. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo chúng ta sẽ được đưa đến với một cái thôn làng rất là dễ thương trong một đêm hội mà có cái lễ hội gặt lúa nữa. Ca khúc Tình Lúa Duyên Trăng sẽ được thể hiện bởi hai giọng ca nhí rất là đáng yêu, đến từ đội của anh Thanh Duy và chị Khả Như, đó chính là bạn Kha Thi và Nhật Quang. Xin mời. Ê Út Mén, nói ngày nghe nè. Gì vậy trời, đi đâu đẹp dữ vậy? Đẹp hả? Tôi mặc đồ đẹp vậy để đi họ làng chứ đi đâu. Ý, tôi cũng mặc đồ đẹp nè, cho tôi đi với.
Ừ thì lẹ lên. Út Mén, có chuyện này nói cho nghe nè. Nói đi tôi nghe nè. Và đó chính là Nhật Quang và Khả Thi. Xin được cảm ơn vũ đoàn Phương Việt. Cô Hòa, xin mời cô Hòa. Khi mà mình lần đầu tiên hát một bài mới ạ, và lại còn có áp lực đi thi nữa, em có thể hiểu được tâm lý của con là ngày hôm nay có vẻ là khá là căng thẳng, nên là đôi khi là hơi bị quên phần của mình hát một tí, đúng không? Không biết cô nhìn ra có đúng không? Mình hơi bị hụt một tí một vài đoạn. Nhưng mà dù sao khi mà giọng của con cất lên á, nó rất là vang, rất là sáng. Cô chỉ muốn là cái đoạn mà các con nói chuyện với nhau á, nó lý lách, nó vui vẻ hơn, nó tinh nghịch hơn một tí, duyên dáng hơn một tí, thì nó sẽ hay hơn để vào bài ấy ạ.
hiểu không ạ? Cái mà chú đã rất là khen con là con lấy lại cái sự bình tĩnh rất là lẹ. Ví dụ như có một cái đoạn là con bị quên lời, khi mà quên vào cái câu đó thì khi mà con hát được rồi á, con không bị lúng túng, con không bị giáp hay là con không bị quên nữa, con cứ nhẹ nhàng rồi con như cái điều đó chưa bao giờ xảy ra, và con vẫn nở nụ cười tươi rói trên môi, và con vẫn giữ được cái trạng thái bình tĩnh nhất có thể, và đó là cái bản lĩnh sân khấu của con. Phải dành một lời khen và một tràng vỗ tay rất là lớn cho đội của anh Duy về một cái tiết mục dàn dựng rất là hay và mang một cái màu sắc quê hương rất là rõ ràng, và các con đã làm rất là tốt, chỉ thiếu một tí sự tự tin thôi. Nếu mà được vào vòng trong thì cố lên nhé. Cảm ơn cô. Vâng ạ, xin mời anh Trung ạ. Hôm nay chú đó, là chú rất thích con luôn á, rất thích con diễn luôn. Cái phong cách của con á, chú rất thích, nên là con vẫn cứ chính là con. Chú ấn tượng vì cái phong cách của con nên con cứ như vậy mà con diễn nha. Và sau này khán giả sẽ nhớ cuộc thi này với phong cách của con rất là nhiều nha. Cứ diễn thoải mái đi, bữa nay chú thấy con bị gồng á. Bữa nay thì có rất nhiều thêm những yếu tố khác nữa, ví dụ vũ đoàn. Rồi mình phải thêm là bước tới bước lui như thế nào thì con bị phân tâm. Con có bao nhiêu ngày tập với vũ đoàn? Dạ, chị mời hôm qua. Hèn gì. Không, cái này là chú chăm trước. Nếu mà hôm qua mà bữa nay thì là tốt cũng rồi ha. Cảm ơn hai đội. Chắc chắn là bây giờ sẽ là lời chia sẻ của chú Thanh Duy và cô Khải Như ạ. Xin mời. Chắc em xin phép anh Duy em nói trước vấn đề này. Khi mình trình diễn một cái gì đó, người ta đến với mình, đó là vì người ta yêu cái điều đó nhất. Và tất cả những điều còn lại sẽ không còn ý nghĩa gì cả. Cũng giống như là cái chuyện cô chú đã từng góp ý con về phong cách biểu diễn. Điều đó không quan trọng bằng cái giọng hát của con. Cái giọng hát của con cứ tập trung hát cho thật là hay. Cô cảm nhận được cái sự rung của con. Cô cảm thấy được cái sự mà dùng cái từ là nẹp mình lại để không còn tung tẩy, để không còn giống như vòng trước, để không còn bị la như vòng trước nữa. Điều đó làm cho con có áp lực. Cô cảm thấy được điều đó. Nhưng con à, thật ra mình sửa được đó là một điều rất hay. Con có thể trải qua một cái vòng này con đã làm không tốt, nhưng cô vẫn vỗ tay cho con, bởi vì vòng này con đã không còn tung tẩy như vòng trước nữa. Đó là sự lắng nghe. Cô Hòa cảm ơn con rất là nhiều. Vòng này con đã làm điều đó một cách rất là cố gắng. Và cô thấy được cái sự nỗ lực của con kinh khủng. Khi con phải phân tâm, con phải nhớ cái này nhớ cái kia. Cả những lời thoại cô biết là con quên. Con không còn được cái tinh thần lúc mình tập. Hôm qua mình tập rất là thoải mái và con hát rất là hay. Hôm nay con bị rung rất là nhiều thứ. Nhưng mà điều đó không còn quan trọng bằng cái sự nỗ lực của con đang có. Và cô mong rằng con sẽ nỗ lực hơn nữa. Bởi vì con sẽ được là con. Và tin chắc đi, chú Duy với cô Như sẽ không bao giờ để cho con phải thụt lùi. Con sẽ phải cố gắng nhiều, cả Kha Thi cũng vậy. Chúc mừng hai con. Cảm ơn cô Như, chia sẻ rất là chân thành dành cho tất cả các bạn nhỏ. Và chú Thanh Duy thì sao, có muốn chia sẻ điều gì không ạ? Cô Như nói quá hay rồi, chú cũng không biết là phải là thêm cái gì. Về giọng hát này chú không bàn cãi nhiều, bởi vì là cả hai tụi con đều có cái chất giọng đáng mơ ước. Cho nên là chú hy vọng là tụi con tin vào bản thân mình nhiều hơn, yêu bản thân mình nhiều hơn và dễ thương, thoải mái như cái lúc mà tụi con qua nhà chú chơi. Chú mong sẽ nhìn thấy được cái điều đó ở tụi con ở những vòng thi tiếp theo, nếu có cơ hội được vào vòng trong. Cố lên. Cảm ơn hai con. Con cảm ơn chú. Xin được cảm ơn ba cặp đôi huấn luyện viên rất là nhiều. Và cảm ơn tụi con. Phải có áp lực đúng không ạ? Thì chúng ta mới vượt qua nó và thành công. Khi đó chúng ta mới sướng, mới đã được. Và ngày hôm nay một tràng hô tay cho Nhật Quang và Khát Thi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ thay đổi không khí một tí xíu với những ca từ rất là lãng mạn trong ca khúc rất là trữ tình được mang tên Hạ Buồn. Và ca khúc này được thể hiện bởi Viết Học và Hoàng Ngân. Đây chính là hai cô cậu học trò rất đáng yêu đến từ cặp huấn luyện viên Hoa Minh Di và Huỳnh Lập. Xin mời tất cả quý vị cùng nhau theo dõi. Nếu có ước muốn trong cuộc đời ngày nay, hãy nhớ muốn cho thời gian trở lại, cho bao tháng ngày, cho nhau những kỷ niệm, để nụ cười còn lần trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. Cháu ơi, hát hay quá. Già rồi mà dư vẫn đứng hát hay. Khán giả ở đấy có ai thấy hay không? Hãy đi cho một trang pháo tay nhá. Ô, có cái trống đấy. Vẫn đứng sai được. Ô, cái cây này là hồi xưa bằng cái mật cả mà giữ cả ống vỏi để nữa.
lắng được có một mình gì em. Biết bao ngần có nhớ đường về thăm trường khốn, hay là già rồi lũ lật rồi, hay già. Chú đứng đó coi bọn con diễn tiếp. Dạ, một tràng hỗ tay cho diễn tiếp.
Ba có nhớ hồi ta đi thi tuyệt đỉnh sóng cá nhì không? Nhớ chứ, mà ông có nhớ ngày xưa ai quản quân không? Khán giả đoán xem. Bây giờ chúng ta đi thi tiếp đi. Ờ, mà dư giá rồi tuyệt đỉnh sóng cá môn nữa mà nhận. Hay là ông kiến nghị thêm một chương trình tuyệt đỉnh sóng cá ra. Ôi, ta cùng đi thôi. Hết chưa? Hết rồi. Hết rồi, đi ra giữa sân khấu đi, vỗ tay lên. Minh Sụn muốn bật mí cho tất cả cặp huấn luyện viên còn lại, đây không phải là sở trường của hai bé. Lần đầu tiên hát luôn cho nên là vỗ tay để ủng hộ tinh thần cho hai bạn được không ạ? Wow. Xin mời chị Khả Như đưa ra cảm xúc của mình. Mời Thanh Duy, anh nhận xét về giọng hát trước đi. Chú rất là bất ngờ. Hoàng Ngân, chú nhớ là tuần rồi là con hát một bài về Hà Tĩnh đúng không? Thì tuần rồi không phải là cái tuần mà thành công của con lắm. Tuần này á, cô Hòa và chú Lộc cho con đổi phong cách luôn, là con hát bolero. Thì rõ ràng là con rất là hợp với cái dòng này. Cái luyến lấy của con, rồi cái kiểu mà con thả nhịp á, chú cũng rất là thích. Chú chỉ tiếc một điều thôi là cả hai chưa có sự kết nối nhiều ở trong những cái phần mà tụi con hòa giọng. Dù sao thì chúng ta cũng là đang làm thi về song ca, cho nên là có những cái lúc mà tụi con nên nương nhau. Nhưng nhìn chung á, chú rất là thích cái tiết mục này vì cái sự duyên dáng, cái sự dàn dựng. Dạ, cảm ơn chú ạ. Mà cái điều cô khen hai đứa đó là cái tiết mục dàn dựng này á, nó khá là đơn giản, nhưng mà bên trong nó còn truyền tải được cái tinh thần. Cô không biết sao mà cô có cảm tình lắm. Một cái sự rất là dễ thương. Khi mà hai bạn diễn với nhau và hát với nhau, nó vẫn không có một cái sự mà gọi là hồi hộp. Tại vì thường mà Thoại bây giờ nghe tôi hát tiếp nha, cái bắt đầu là sẽ bị hồi hộp. Lấy tâm lý, ừ, nhưng mà vô tâm lý rất là nhưng ngọt. Mà hai đứa con không bị điều đó, là cái đó là cái phải khen chú Quỳnh Lập đã làm cho tụi con một cái sự tự tin và tin vào cái nhân vật của mình để mà hát thiệt là hay. Chúc mừng hai con, chúc mừng tiết mục. Dạ, con cảm ơn. Cho anh thêm một ý nữa thôi được không? Cho anh thêm một ý thôi. Về con gái á, con từng rồi con hát á, là cái giọng của con là giọng hát kiểu dân gian mà kiểu ngoài Bắc. Thì khi mà con chuyển qua từ mà giọng từ hát dân gian mà con chuyển sang bolero, có một cái lợi thế là cái chất giọng ngọt ngào có sẵn của con rất là hợp với cái bolero. Nhưng cách hát bolero mình sẽ thay đổi một tí xíu, mình sẽ không còn giữ những cái lẫy, những cái luyến mà đặc trưng, quá đặc trưng của cái dòng dân gian Bắc Bộ. Mình sẽ thay đổi một tí xíu để cho cái sự bolero của mình nó được chân chất hơn. Hy vọng là cả hai con nếu có vô vòng trong, nếu có hát bolero nữa thì chú sẽ muốn nghe một cái phiên bản bolero thực sự rất là chân chất, chân thành và chân ái. Mời Diệu Nhi tiếp tối ạ. Xin lỗi, trước hết thì con chào hai bác. Hả? Dạ, trước hết thì con xin phép hai bác cho con gọi hai bác là con, còn xin lỗi bà cô. Dạ, tại vì hai tụi con ra là hai tụi con vô cái nhân vật của mình luôn. Mỗi bạn đều có cái tính cách rất là rõ nét hết, rất là lý rắc, còn bạn thì rất là điềm tĩnh, dịu dàng. Cho nên khi mà cô coi là cô bị hút vô hai con là hai ông bà lớn tuổi luôn. Và khi cô nhìn hai con biểu diễn á, cô chắc chắn á là khi mà chú Quỳnh Lập tập cho hai tụi con biểu diễn là chú Quỳnh Lập rất là máu lửa, minh họa rất là nhiều. Nhưng mà khi tụi con đứng trên sân khấu, tụi con chỉ cần làm khoảng 50% cái năng lượng của chú Quỳnh Lập thôi là tụi con cũng đã thành công lắm rồi. Bởi vì diễn xuất cũng không phải là sở trường của hai con, nhưng mà hai tụi con vừa được trải nghiệm diễn xuất nè, mà vừa được trải nghiệm một cái dòng nhạc mà từ trước tới giờ mình chưa bao giờ mình thử, thì cái điều đó là một cái điều mà hai tụi con á nên cảm thấy rất là tự hào. Bởi vì cái tiết mục vừa rồi rất là tốt, rất là hay, dễ thương không? Còn chú Trung thì sao ạ? Riêng về cái dòng nhạc bolero này á, mỗi người có một chất bolero hát khác nhau. Nhưng không phải người hát bolero hay là hát bài nào cũng hay. Không phải, có thể mình hát bài này hay nhưng riêng bài khác mình hát không hay. Nên cái điều quan trọng nhất của dòng nhạc này đó là con chọn bài hợp với mình là quan trọng nhất. Nếu mình thích dòng nhạc này thì mình vẫn hát nó, nhưng mà theo phong cách của mình. Chúc mừng hai con. Dạ, em cảm ơn chú. Ý của chú Trung muốn nói rằng là nếu các con yêu thích cái dòng nhạc này thì hãy tập luyện nó chăm chỉ hơn và chúng ta tìm ra một cái nét cho riêng mình ở cái thể loại nhạc này. Ngay từ đầu khi mà quyết định là chuyển cho các con sang cái thể loại mới này, em cũng khá là băn khoăn ý. Tại vì đây là một thể loại thật sự là rất là khó, mà em lại cũng không phải chuyên về thể loại này nữa, nên em chỉ muốn là ít nhất là các con sẽ có cơ hội biểu diễn
tại chương trình Tuyệt đỉnh Song ca nhí thêm một lần nữa. Thì các con sẽ được làm những cái điều mới mẻ hơn. Các con sẽ được thử sức mình ở những cái mới hơn. Và khi mà các con được làm những điều đó thì chắc chắn là sẽ thấy hạnh phúc hơn rất là nhiều. May sao mà các con lại yêu thích nó và đã tập luyện rất là nhiều để có thể có một tiết mục ngọt ngào như thế. Và đối với cô Hòa thì đây là một tiết mục thăng hoa và xuất sắc của hai con. Chúc mừng hai con. Cảm ơn cô ạ. Bây giờ chú muốn hỏi các con là khi mà tụi con hát xong, tụi con diễn xong thì tụi con thấy hài lòng với những gì mà mình đã làm không? Dạ hài lòng ạ. Còn thấy thích diễn không? Dạ thích ạ. Và hy vọng với cái tiết mục này tụi con đã được học thêm một kỹ năng nữa, là bởi vì cái môi trường nghệ thuật của chúng ta là một cái môi trường đa dạng. Không phải chúng ta chỉ biết hát là chúng ta có thể phát triển, mà muốn phát triển nhiều hơn nữa thì phải có biết múa nè, biết nhảy nè, biết diễn nè, biết kiểm soát những cái thần thái của mình trên sân khấu. Và ngày hôm nay tụi con diễn hết tất cả mọi thứ bằng ruột gan của tụi con, bằng cái sự nhiệt huyết của tụi con và những gì mà chú mang đến cho tụi con, và tụi con đã làm được. Chú rất là hài lòng, rất là thương tụi con. Cảm ơn tụi con rất nhiều và chúc mừng tụi con. Cảm ơn chú. Hai tụi con ngày hôm nay quá là tuyệt vời. Một tràng hú tay nữa cho hai bạn nhỏ Viết Học và Hoàng Ngân. Cảm ơn tụi con. Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục tiếp theo của chúng ta sẽ là một tiết mục rất là đáng yêu. Hai bạn nhỏ này sẽ hóa thân thành hai cô mèo nhỏ cực kỳ cưng luôn. Nếu như chị Khả Như là một cô mèo rất là cá tính và xinh đẹp, liệu hai bạn nhỏ mang tên Minh Hằng và Ngọc Nhi của chúng ta sẽ hóa thân như thế nào? Đây chính là hai bạn nhỏ đến từ cặp huấn luyện viên Hồ Vi Trung và Diệu Nhi. Xin mời tất cả quý vị cùng nhau theo dõi. Bye.
Và đó là Minh Hằng và Ngọc Nhi. Xin được cảm ơn vũ đoàn Đam Mê Chạy Mèo kìa Như. Cái gì? Lên mèo kìa. Thấy rồi, thấy nãy giờ rồi, nãy giờ nhúng nhảy theo. Lên kêu mèo đi. Lên kêu mèo nói chuyện đi. Giao lưu đâu. Em phải nói tiếng mèo chung với mấy bé chứ. Trời, em thấy hai mèo đó em không dám nói chuyện luôn á. Sao vậy? Vậy? Đáng lẽ mèo người ta dễ thương thiệt, em nhìn lại em thấy em kỳ em luôn. Hơi tê đúng rồi. Hôm nay chị dễ thương mà, nhìn hôm nay chị dễ thương hơn. Trời. Nè, biết bùng bùng. Anh ơi, em là sứa biển. Cuối cùng chị là có loài gì? Cái loài gì kệ người ta. Sao bây giờ nhận xét về tiết mục này đi. Không, nhưng mà hồi đầu chương trình là chị hát cái bài này nó chưa có rõ ràng lắm. Bây giờ nè, bây giờ được học lại rồi nè. Bây giờ mình hát lại cùng với bạn nhỏ nè. 2, 3. Mình bắt chước loài mèo kêu nha. Kêu cùng nhau mèo 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 mèo. Khi mẹ mua cho chiếc áo mới, hai chị em khóc ai ngừng ngừng, giành giật nhau cả một buổi tối, không một ai đeo mặc áo nha. Mẹ nói hai chị em phải mặc chung mà. Thôi bỏ luôn đi. Chị biết tại sao mà chị không hát được không? Sao tại vậy? Vì bài này được viết lời lại rồi. Anh thấy Trung chưa? Đã viết lời lại nhưng cho các bạn nhỏ nè, hát phù hợp hơn. Sao mà kêu mèo mèo có một lần vậy? Mình bắt chước loài mèo kêu nha. Kêu cùng anh mèo 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 mèo. Tè mèo 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 mèo. Mèo mèo mèo. Mèo. Mới đúng. Ủa chị, cái bài gì mà có té rồi mèo mèo mèo. Thì phải hát như vậy người ta mới hát theo gì, đâu hát lại tụi con. Dạ xin lỗi khán giả, dạ. Xin lỗi mọi người. Xin lỗi tụi em nữa. Tụi em phải chịu đựng cái giọng hát của chị mèo cả một khúc. Nhưng mà em ơi, em viết lời em cũng phải tôn trọng chị chứ. Anh na na mèo mèo mèo. Trời ơi, có nghĩa rằng là cái lời cũ chứ cô không nhớ nữa rồi sao chị bắt ép mấy bé được. Đúng rồi. Vậy chị dựng cái công trình trên đầu chuyện chi cô giờ không nhớ trời gì ơi, hết. Trời ơi, công trình bây giờ tên là tượng đài mèo nè, tụi con phải hát một cái bài cô biết. Con hiểu không? À, thay mặt cô xin lỗi tụi con. Trời, xin lỗi nữa. Xin lỗi mọi người. Vô lý rồi. Cô bị vô lý rồi. Bây giờ cái tượng đài đã sụp đổ rồi, bây giờ là mời cô mèo nhận xét về cái tiết mục đầu này của hai con. Đầu tiên cô sẽ nhận xét về tiết mục này, đó là cái sự dễ thương trong tụi con, rất là đáng yêu luôn. Cô nhìn được cái tinh thần của tụi con, tại vì có rất là nhiều bạn ở cái lứa tuổi này mà khi mà trình diễn nó sẽ bị người lớn. Nhưng mà ở cái tiết mục này các con có một cái sự dễ thương rất đáng yêu luôn. Và cái phối hợp của hai bài hát làm cho cô Như cảm thấy rất là phấn khích. Bạn nhỏ bên này á, rồi bạn nhảy tưng 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 mà tụi con vẫn hát một cách rất là thoải mái, thì cô nghĩ là do huấn luyện viên của các con đã truyền được cho các con cái lửa, cái sự tự tin. Cái đó là cái điều quan trọng nhất trong cuộc thi này. Tụi con có một cái tiết mục mà khi mà xem xong á, tụi cô chú rất là thoải mái. Một cái kiểu mà rất là thư giãn, rất là giải trí. Tụi con rất là dễ thương. Chỉ riêng một xíu thôi nó sẽ hay hơn là tụi con để ý những cái đoạn mà mình, những cái đoạn trầm á, thì mình sẽ có cái cách xử lý ra sao để mà khán giả vẫn nghe được cái giọng mình hát ở đâu. Tụi con có thể nói thoại luôn cũng được, nói thoại trên cái nền nhạc đó để cho người ta hiểu được là mình hát cái gì. Thì tiết mục của tụi con sẽ còn hay hơn nhiều nữa. Cố gắng lên nha. Dạ con cảm ơn chú. Ok. Đội này dễ thương và đáng yêu nè. Bởi vì ta nói cái gì mà liên quan đến mèo nó đều dễ thương, nó trong sáng nhìn. Không có đâu chị. Minh Cường đang nói hai bé thôi mèo. Mà nói hai bé à. Mấy bé sống đúng lứa tuổi ha. Còn có người cũng là con mèo mà không đúng lứa tuổi gì hết trơn. Bị quá tuổi, bị trượt ra khỏi cái tuổi. Thì đó tượng mọi đài. Mọi người ơi, bây giờ mình nhận xét vẫn vẫn giống lứa tuổi, mèo sống lâu. Mèo sống lâu trăm tuổi. Ok, tôi là con mèo yêu tinh được chưa? Đúng không rồi. Có. Chị đúng là rồi. Con mèo mà người ta quẩy quẩy khách vô nhà này nè chị. Được rồi, tôi là mèo quẩy tài lộc nè, được chưa? Đúng rồi, rất đẹp, rất tài lộc. Xin cảm ơn chị Khải Như. Dạ mời hoàng tử. Khi mà tụi con diễn với cái bài này, tụi con sẽ cảm giác vô cùng may mắn khi mà tụi con còn rất là nhỏ và tụi con được hỗ trợ rất là nhiều thứ, từ sự dàn dựng đến tất cả các cô chú trong cái nhóm nhảy. Là bởi vì nếu như nha, diễn cái tiết mục này ở trong trường chẳng hạn đi, thì mình cũng không có được hoành tráng giống như vậy đâu. Với sân khấu này, tụi con đã rất may mắn so với tất cả các bạn bè cùng trang lứa. Cho nên là phải rất là cảm ơn chương trình, cảm ơn ban nhạc, cảm ơn tất cả mọi thứ đã làm hết sức có thể cho tụi con thỏa sức. Là bởi vì tụi con còn rất là hồn nhiên. Hãy làm những điều mình thích khi mình còn nhỏ đi, thì đó mới thực sự gọi là tuổi thơ nha các con nha. Chúc mừng các con. Dạ con cảm ơn chú. Mời Hoa. Khi mà các con mà hát được cái nốt cao á, luôn mình mà lên cao, mình hét lên à, mình phải để mic xa một xíu con nha. Không thì cái âm thanh á nó sẽ bị lớn quá mức, thì sẽ đôi khi sẽ khiến người nghe ở đây lúc mà ai mà ngồi gần loa ấy là sẽ bị hơi bị chói tai một tí. Nên là các con chỉ cần lưu ý một cái điểm đấy thôi. Còn chúc mừng các con đã có một tiết mục rất là dễ thương. Dạ con cảm ơn cô. Cảm ơn cô Hòa. Và bây giờ xin mời anh Trung và cô Diệu Nhi sẽ có đôi lời tâm sự cùng các con. À, thật ra lúc mà hai tụi con vừa nhảy vừa hát là cô Diệu Nhi lo lắm, sợ tụi con mệt xong rồi
cái lời hát của hai tụi con thì không có rõ, thì lúc đầu cô Diệu Nhi cũng chưa có nghe rõ những cái câu đầu đâu, tại vì sung quá đi, trời ơi quá sung luôn. Cô Diệu Nhi rất là vui khi mà ngày hôm nay coi cái tiết mục này của hai con, thì hai con rất là nhí nhảnh, rất là dễ thương luôn, rất là tốt rất là nhiều so với đó là lúc mà mình tập mình còn hơi căng thẳng phải nhớ bài nhiều ha. Chúc mừng hai con. Cảm ơn cô. Hôm nay tụi con vừa thuộc lời bài hát, vừa hát được và vừa nhớ bài. Trời, chú hồi hộp quá trời, chúc mừng tụi con. Dạ, con cảm ơn chú. Nói chung là tập tuần này á, là làm khó các bạn nhỏ đúng không? Bởi vì là không chỉ hát không thôi, tụi con phải nhớ lời nè, tập bài mới nè, rồi còn phải mashup với nhau nữa. Bên cạnh đó tụi con phải tập vũ đạo rồi diễn xuất nữa, rất là nhiều thứ. Cho nên tụi con đã quá là tuyệt vời rồi. Vỗ tay cho hai bạn nhỏ Minh Hằng và Ngọc Nhi. Đây là hai bạn nhỏ rất là cá tính và đáng yêu, sẽ trình diễn một tiết mục vô cùng sôi động. Đó chính là bạn Huy Trường và Duy Linh đến từ cặp đôi huấn luyện viên Thanh Duy và Khả Như. Xin mời. Tuần này cá tính nè, đẹp trai dễ sợ luôn. Sao diễn xong thấy sao nè con trai? Dạ con thấy rất là phấn khởi ạ. Đã đúng không? Vâng. Còn con sao? Con cảm thấy rất là vui vì được giao lưu với các huấn luyện viên và giao lưu với tất cả các khán giả đang ngồi dưới đây ạ. Trời ơi, đâu có đi thi đâu. Tôi đi giao lưu mà, tôi đâu có đi thi. Rất tự tin luôn.
Sao à, cô Hòa Minzy hôm nay mặc cái đầm không có nhảy được nhiều, nhưng mà cảm xúc của cô Hòa như thế nào? Vẫn đẹp trai. Đấy. Các con đã quá là nhiệt rồi, nhưng mà cô chỉ muốn nó nhiệt thêm một tí về cái sự mình phát ra từ bên trong ấy. Còn cô đoạn Hòa, sau khi mà các con đã giao lưu với cả các cô chú thì nó rất là tuyệt vời rồi. Chúc mừng các con. Yeah. Cảm ơn cô ạ. Cảm ơn cô. Có chú Quỳnh Lập sao ạ? Sợ quên bài hay sao á? Nghĩ rằng là khi mà mới một nhảy hả? Lúc mà nhảy rồi có đầu sợ quên lời hay sao, nó hơi bị tập trung, nó hơi bị khớp khớp chỗ đó. Nhưng mà khi mà tụi con xuống đây rồi, tụi con được giải thoát được cái năng lượng của mình nhiều hơn, được nhẹ nhàng hơn, dễ dàng hơn, nó không còn bị khớp trên đó nữa. Đó là ý là vậy. Dạ. Cảm ơn. Chúc mừng hai con. Chúc mừng hai con. Và rất là đúng màu của huấn luyện viên Thanh Duy và chị Khả Như đúng không ạ? Còn anh Trung và Diệu Nhi thấy sao? Cơn gió lạnh quá hả tụi con, mặc đồ ấm quá. Không biết là phía dưới thì như thế nào à? Lạnh quá. Lạnh quá. Lạnh. Trời lạnh ơi, không có ánh sáng luôn rồi. Rồi ấm hơn chưa anh Duy? Ấm hơn. Anh chia sẻ cảm giác đi. Bây giờ anh mới cảm thấy là Khả Như thật là đáng thương. Sao vậy? Vì mặc một bộ quần áo hở vai như vậy thì làm sao phải chống đỡ được những cái cơn lạnh từ gió mùa mà hai con đã mang tới đây. Có con hát một hồi cô lạnh thiệt luôn á. Giống như là hai con đang bạo liệt quyết liệt ở trong một cái cơn gió mùa về thật sự luôn á. Vật nhoi nè con ơi. Đó, vậy đó, sợ anh Duy trúng gió muốn chết luôn. Nhoi quá. Cái quan trọng nhất mỗi khi mà em dạy các học trò của em đó chính là cao độ. Chính cao xác. Độ ở đây kể cả nốt thấp cũng phải có cao độ. Đúng. Ví dụ như những câu mình bỏ nhỏ gió mùa đông bắc về. Cái từ về đấy, nếu mà mình hát không đúng cao độ ở nốt thấp, nó sẽ trở thành phô và tạo cho cảm giác người nghe cảm thấy à chết rồi, bạn này run mất, ôi bị phí mất một câu hát hay rồi. Cao độ trong bài hát này của các con ngày hôm nay thể hiện chưa được tốt. Tất cả các nốt thấp của các con bị run ý, đâm ra nó không còn cái tinh tế nữa. Cái nốt trên thì sẽ là các điểm mạnh của các con hơn, bởi vì khi mà các con hát nốt cao thì chúng ta sẽ được thả ra và chúng ta không cần phải ém lại giống như chúng ta hát lúc bỏ nhỏ. Nhưng nốt cao của các con không hề lên thẳng mà các con toàn sử dụng là kỹ thuật vuốt. Các con hoàn toàn là vuốt lên chứ không lên thẳng được nốt. Đâm ra là có những nốt vuốt chưa đến được cái cao độ cần nghe. Có thể ngay bây giờ thì mọi người sẽ không nhớ hết đâu, nhưng mà về nghe lại thì mọi người sẽ cảm thấy được những cái nốt đó. Nhưng cái head voice của bọn con rất là hay. Cái head voice đấy là một cái mà không phải người nghệ sĩ nào cũng có. Giọng chim hót ở bên trên á. Và cái giọng đó ấy, là đến bản thân câu Hòa cũng không có. Cái đó là một món quà mà Thượng Đế ban tặng cho bọn con. Nên là con nghĩ đấy là một cái điểm
đắt giá của bọn con trong phần trình diễn này. Và ước gì có một cái bộ trang phục nó bớt hiền đi một tí. Mong các con đều ghi nhận và cố gắng hơn ở trong những bài hát tiếp theo nha. Cảm ơn cô Hòa. Cảm ơn cô. Giờ tới anh Duy nè, bây giờ ấm áp mình nói được chưa nè? Ừ. Đúng mà nãy cô Hòa Minh Di nói cái gì mà voi voi đó em. Hết voi. Yes. Chỗ đó hai vé làm là vị rất trí đã. Âm thanh đặt trên đầu á. Đúng rồi. Em cứ xoay qua, em xoay qua em nhìn vậy nè. À không có bè là giọng hai bé thiệt. Thật sự ngỡ ngàng luôn á. Giọng hiếm lắm luôn. Đúng rồi. Nhưng tụi con phải biến cái đó trở thành cái điểm mà người ta phải nhớ. Là mình phải đẩy hết nội lực để mà mình lên cái đó mà người ta phải oh wow yeah. Cố lên để những bài hát sau nha. Con cảm ơn cô chú lắm rồi đó. Cảm ơn cô chú. Thì hồi nãy cô Hòa cũng đã góp ý cho con bài trang phục rồi. Nó hơi quá dễ thương so với cái bài hát ma mị này thôi. Làm cho mình chưa có được vào tâm lý một cách chuẩn xác nhất. Không, nhưng mà nếu như mà bây này... giờ bù vô nha, con mặc cái đợt bộ đồ này mà muốn thể hiện cái sự lạnh giá và khắc nghiệt của gió mùa về nha, kêu cô Diệu Nhi ra đóng cái vai một người đang bị ho bị bệnh á, ra một không khí đó luôn bù lại. Tự nhiên bài hát ta đang hay cái con người phụ nữ đi ngang ho gà là kỳ. Ngày hôm nay thì Trung thấy hai bé như thế nào và cô Diệu Nhi thấy hai bé ra làm sao? Mỗi người sẽ có cái cách nhìn riêng của mình thôi. Tất nhiên mình không có cái phần trình diễn nào mà mình hoàn hảo hết. Quan trọng nhất á, nãy giờ trong tất cả những cái lời góp ý của các cô chú á, thì các con có một cái ưu điểm của các con. Các con phải vui, bởi vì khi mà một bài hát của mình được khán giả tập trung vào cái điểm đó thì có nghĩa là mình đã thành công một phần rồi đó. Như vậy là được rồi. Còn về phần chuyên môn thì chú Trung hãy nói cho các con đi. Nói cho anh sao cho cái tông giọng anh vui lên cho các con đỡ căng thẳng được không? Cái bài hát này điển hình, thật sự nói thẳng luôn nha, bài hát này cái lời nó hơi lớn nên hồi bữa chú muốn làm cho nó nhẹ lại. Tại sao chú không muốn tụi con làm quá? Tụi con làm quá tụi con sẽ mất cái chất tuổi thơ của tụi con. Cái bài hát này nó đã già dặn rồi mà tụi con làm gào thét này kia nhiều quá tụi con sẽ bị già dặn. Mình đi hát, mình nghe một cái bài hát đó, một cái người ca sĩ đó hát là mình nghe là mình phải học theo cách phong cách đó. Không phải, mình phải là mình. Anh, mình nghe bài hát đó thôi nhưng mình phải là ra mình. Em thấy mà đúng phong cách lứa tuổi các bé là phải hát gì nè. Gió mùa đông vang lên đèn trên phố mà sương lạnh. Cảm ơn anh Thanh Duy với chị Mèo nhiều lắm. Giờ mới thấy nụ cười. Và bây giờ sẽ là một version đến từ Lớp Lá. Xin mời 2, 3 Gió mưa đông bắn về. Hết. Trời ơi. Hôm nay chú rất là ngạc nhiên với Hạ Vi là tại vì hôm nay con hát xuất sắc hơn. Mà đặc biệt là khi chú dặn con như thế nào là con làm như vậy. Khi mà có camera lên đứng ở đó quay với con là con phải diễn với máy luôn. Chú dặn con rồi đúng không? Chú dặn hết tất cả mọi người là khi mà có một chú nào cầm camera đi lên là tụi con phải buông ra diễn với máy. Và hôm nay con được điểm rất cao chỗ đó. Yeah. Nãy giờ chú chưa thấy ai làm được điều đó. Mà cái đó em cũng không biết mà nhắc luôn. Thật sự phải nói rằng là những tiết mục ngày hôm nay được trình diễn sẽ được bắt cặp nè, hoặc là hát tam ca nè, nhưng mà cái cá thể từng bạn cũng rất là quan trọng. Cho nên là các con phải tự tin nhiều hơn nữa nhé. Một tràng hô tay chúc mừng cho tiết mục này. Cảm ơn các con. Cảm ơn. Và đó chính là Quốc Linh và Quỳnh Nhi. Trời ơi, dạ chào hai anh chị. Chững chạc dữ lắm con. Nam hay nữ hát ra câu nào xong phía dưới vỗ tay ngợp trời luôn, là tụi con hiểu là tụi con ngày hôm nay giỏi rồi ha. À bây giờ mình lắng nghe ý kiến của các cặp huấn luyện viên nè. Cái bài hát này á, thật sự là nó cần phải có một cái sự trải nghiệm của cái giai đoạn tuổi học trò.
Nhưng mà cái hay của tụi con là tụi con chưa có trải qua được cái giai đoạn đó. Nhưng mà tụi con tưởng tượng, và những cái điều mà con tưởng tượng á, nó hợp lý. Và chú nghĩ rằng là tụi con sẽ có một con đường làm nghệ thuật rất là sáng lạng, là bởi vì làm nghệ sĩ phải có tinh thần tưởng tượng rất tốt mới có thể phát triển trong nghề được. Cảm ơn chú Lâm. Mà anh ơi, mình phải thật sự là phải dành tràng pháo tay lớn cho con gái. Khi mà con đi thi, đây là lần đầu tiên mà con hát thể loại này đúng không? Dạ. Yeah. Đó, đây là một cái bước chuyển rất là kinh khủng. Và giống như là một cái con đường khác được mở ra. Cô nghĩ là con lựa chọn về đội của chú Trung là một sự lựa chọn rất là sáng suốt. Và con trai ơi, con còn nhớ cái ngày mà cô với chú tranh giành con ở tập lê trước lớp không? Nguyên một nhóm luôn. Thật sự là bởi vì đội của em có một thành viên là hợp với giọng con trai lắm luôn ý. Ước gì nếu mà con về đội của cô nữa thì cô đã có một cặp đôi hoàn toàn rất là tuyệt vời. Nhưng mà không sao, cô chúc mừng tiết mục rất là thành công. Xin mời chú Duy và cô Khả Như. Nói gì nữa bây giờ, cô thật sự rất là ngưỡng mộ hai cái giọng hát của tụi con. Cô gái trẻ thì hát rất là dễ thương. Cô Quỳnh Nhi thì cô không còn lạ với cô. Nhưng hôm nay cô cảm thấy được cái sự bản lĩnh hơn của con trên sân khấu, và sự tự tin hơn của con. Và chàng trai thật sự, con ơi, con không việc gì mà phải rụt rè nữa. Bởi vì con có một cái giọng hát che mờ hết tất cả. Con hát rất hay. Con lên sân khấu con không có run nữa, không có sợ nữa. Con không có được gõ nhịp trên sân khấu bằng những ngón chân của con nữa. Anh lại thấy cái đó dễ thương. Không anh, nó thành một cái thói quen là từ đây về sau bé hát bài gì cũng vậy, không được. Phải có một cái sự rèn luyện của mình ở trong đó. Nhưng mà điều cô muốn nói với con đó là hãy tự tin vào giọng hát của mình. Con sẽ làm được hết. Chúc mừng hai con. Con cảm ơn cô. Tụi con được may mắn là tụi con được sinh ra với một cái chất giọng rất là hợp với cái thể loại nhạc này. Mà mình nghe mình không bị lụy anh. Đúng rồi, nghe rất là mình tươi. Nghe rất là hào sảng. Mà cái kiểu mà hát có cái bao nhiêu là cái giọng phát ra hết. Chú rất là thích cái bài hát này của tụi con. Nói chung đây con là một tiết mục hay. Đúng rồi, đây là một tiết mục hay. Trời ơi, lần đầu tiên luôn á. Nhưng dù gì phải nói ra những cái khuyết điểm. Khuyết điểm đầu tiên của tụi con là gì tụi con biết không? Thứ nhất, hát một bài hát xả rác quá nhiều. Cái gì mà trên sân khấu rác không vậy? Mà không dùng tới cái đó luôn. Đúng rồi. Đúng cái là huấn luyện viên nào học trò đấy đi đâu cũng xả rác. Thưa quý vị khán giả, không biết là bằng cách gì hay là cái ảo thuật phù thuật gì mà chị Nhi đây ngồi đây và có một nhúm lông như thế này. Trời ơi là trời. Không hiểu. Cái trang trí của nhóm chị là phải như vậy em. Cái đề co, cái đề co. Em đề nghị là cái nhóm này huấn luyện viên này nè, xả rác quá, mức vệ sinh quá. Giờ có cái nhóm này rồi, giờ đi lụm thấy chưa. Thứ hai nữa là gì? Quốc Linh, lỗi của con là gì biết không? Biết. Biết. Có cái đoạn vô đây nè, lo viết thơ cho bạn gái quá quên hát. Đúng rồi. Nhưng mà vẫn vào được là được. Cho hỏi là cái kỷ vật mà con muốn viết gửi tặng cho cái cô này là cái gì? Dạ, có cái chí hết. Trời. Nó có cái chí hết. Trời, dễ thương. Nói chung là chỉ là một cái nét diễn thôi mà chúng ta tin vào cái việc đó là tụi con quá giỏi rồi. Bây giờ nè, hỡi bố mẹ của hai con. Biết sao không? Kịch bản là dài lắm á. Mà hồi nãy hai bé ra căng thẳng quá anh ơi, căng thẳng. Tất cả các bài nào cũng sẽ có một cái chút nét diễn chút xíu cho cái bài mà nó hay hơn. Tập vở bài kiểm tra để cho cái máy ở trên á nó rọi xuống sẽ đẹp khung hình hơn. Xong rồi em cũng chỉ cho Quốc Linh nhiều nét diễn lắm. Phải đi ra lóng liếng cái hù bạn nha. Rồi hù bạn lóng liếng là thấy bạn hát hay quá, bạn hát hay quá. Mình có thể chuẩn bị đi ra hát song ca với bạn đây. Là diễn tâm lý nhiều lắm đó. Xong rồi cái khúc mà vô trong đó là hai bạn chỉ bài với nhau. Ai vô đây cho tôi hỏi cái bài này là gì vậy? Rồi là bạn bé Nhi sẽ chỉ về cái bạn Quốc Linh sẽ chỉ không hiểu gì hết. Xong rồi tặng hoa phượng cho nhau nữa. Xong rồi con bị nhớ nhiều quá. Thì cái đó là lỗi của em, quên dặn con. Nếu mà chị không nói là em mọi người cũng không hẳn là biết hết đâu. Tại vì các con dễ rất là ngây ngô, rất là dễ thương. Dễ thương mà Nhi. Nhìn chân chất ha. Nhìn lúa lúa. Đúng rồi. Lúa lúa gì lắm. Cứ vậy đi con, chẳng có bị sao. Đúng như vậy nha con. Đó là một cái điểm riêng của con mà không ai cũng có đâu. Nhưng mà sau này nào Quỳnh Nhi không ăn hiếp Quốc Linh nữa nha. Ôi cha. Ăn hiếp lắm mà mỗi lần hát sai là đâu mình làm lại thử coi là bạn hát sai đó. Mình làm thử coi. Quỷ Hà hát sai hả? Mắc cỡ kìa. Và chúc mừng tụi con có một tiết mục quá là tuyệt vời ngày hôm nay. Dạ, em cảm ơn chị. Ủa, trực nhật thôi. Nào, dọn rác sân trường. Kiểu này không được, bởi vậy thấy chưa, học sinh ngoan là phải làm hết tất cả những cái công việc này. Dạ, có cần lấy đồ lau nhà luôn anh? Dạ không, này sân trường lau nhà chứ anh. Dạ.
Chẳng muốn nghe gì, chẳng muốn nhìn khác. Đôi mắt luôn tìm, tìm về. Người nhếch môi cười, người như, như hụt hẫng. Người khóc trong lòng, hết rồi. Hãy subscribe.